Welcome to Vietnam YouTuber with the family vegetarian and with the small to small dog and with many video. Thank you guys, all the best wish to everywhere. Xin chào cả nhà. Hôm nay thì mình lại xem du lịch vòng quanh thế giới và có rất nhiều cảnh đẹp trên YouTube. Mình xin lưu lại khoảnh khắc này. Thành phố rất tuyệt vời và mình đã coi tất cả các nước trên thế giới rất tốt. Cảm ơn cả nhà. Welcome to Vietnam family vegetarian everyday check care for two small dog and study many things, do many good things. Welcome to my YouTuber Mel123, always amazing video. Thank you guys, xin chào cả nhà. Thì hôm nay là lại là một ngày học buổi sáng cúng và học Phật và buổi tối cúng và học Phật và chăm sóc cho hai bé và vườn cây và gia đình. Và thì mình sẽ lưu lại những khoảnh khắc xin học và chăm sóc những bé, chăm sóc rất dễ thương. Mình đã cho bé tuyệt vời và hạnh phúc. Cảm ơn cả nhà. Mời cả nhà ủng hộ kênh YouTube Meo Meo 123 của mình. Cảm ơn cả nhà. Working at YouTuber, many good video about temple, festival and good life from Vietnam. Welcome to my YouTube channel and welcome to Vietnam and welcome to all the best with to everywhere. Thank you guys, xin chào cả nhà. Thì gia đình mình làm YouTube, lễ hội du lịch và chùa. Thì gia đình mình ở An Giang, gần chùa Thành Hoa Tự. Mình mời cả nhà đến chùa Thành Hoa Tự học Phật, cúng Phật và đi Châu Đốc để cúng chùa Châu Đốc và chùa Sóc Trăng. Có rất nhiều cảnh chùa, mỗi cảnh chùa là có rất nhiều vị Phật. Khi các bạn muốn đi chùa để học Phật thì rất tốt. Gia đình mình ăn chay gần chùa học đạo Phật, là cúng rất nhiều, ăn chay rất nhiều, làm công quả và từ thiện. Thì gia đình mình có từ thiện cơm chay miễn phí. Còn nếu các bạn có cùng nhau hợp tác thì liên hệ mình cảm ơn rất nhiều. Today my family YouTuber Meme123 go to the temple and vegetarian to do one video about Vietnam. Thank you guys, xin chào cả nhà. Hôm nay gia đình mình sẽ đi chùa Hoa Lâm và cúng lễ tháng 7 Vu Lan và hội chợ chay không đồng. Thì mình sẽ làm một video về lễ cúng và hội chợ ở chùa rất tốt. Mình xin giới thiệu, nếu các bạn thích xem thì mình cảm ơn cả nhà. Welcome to my YouTube channel from Vietnam. My family live at Vietnam and the countryside near the temple. Every day go temple to pray and vegetarian and study and do the good thing and do free meal for many people and study every day. Every day at the morning I pray and at the afternoon I work and at the night time pray every week in the temple, every day at home. Thank you guys, xin chào cả nhà. Gia đình mình thì ở An Giang và nhà cạnh chùa Thành Hoa Tự. Thì từ nhỏ là đi chùa làm công quả, học và cúng. Thì càng học thì mình thấy là phải càng học nhiều hơn. Và mẹ mình đã giúp cho mình và mọi người đã hùng tiền lại mở hội chay từ thiện miễn phí mỗi tháng một lần. Và mỗi tháng đi chùa cúng cùng đoàn thì hội chay từ thiện của mình đã có nhiều người quyên góp. Nhưng nhiều người hơn thì sẽ làm nhiều hơn là sẽ tốt hơn, để cho mọi nơi được giúp đỡ và tốt. Thì mình ăn chay thì buổi sáng là mình ăn chuối, cơm. Thì buổi chiều là rau, củ, quả, hạt. Thì mẹ mình ăn chay lâu năm và mình đã học theo và rất khỏe. Cho nên mình giới thiệu công thức chay là rất tốt. Thì mẹ mình trồng cà, trồng dưa và trồng các loại rau, củ, quả. Và mình thì ăn các loại rau, củ, quả và công thức chay. Và buổi sáng thì cúng, buổi trưa thì làm, buổi tối thì cúng. Nhưng mình càng cúng thì mình càng thấy là nên cúng nhiều hơn. Cho nên mình rất là học xuyên suốt trong đạo Phật dạy và rất tốt. Mình xin giới thiệu công thức chay đến cả nhà. Cảm ơn cả nhà. Hi guys, I'm YouTuber Meme123 from Vietnam and I travel to Thailand to
grow, to see and to study and do the good thing. Welcome to Thailand, Bangkok, Pattaya, travel, international, welcome everywhere. Thank you guys, xin chào cả nhà. Mình nói đi du lịch Thái Lan thì Bangkok, Pattaya, thành phố trung tâm và thành phố biển. Và mình đã mua những vật phẩm của Thái Lan rất tuyệt vời. Đi Thái Lan thì rất tốt, mình nếu các bạn thích đi thì rất tuyệt vời. Rồi, super member 123 from Việt Nam and I travel to Jakarta, Indonesia and Bali. Welcome to travel the world and Asia and Jakarta and Bali and my YouTube. Thank you guys, xin chào cả nhà. Thì mình làm YouTube member 123 về du lịch, lễ hội và mọi nơi. Thì mình đã đi du lịch Jakarta và Bali. Thì Jakarta và Bali là đây là thành phố, đây là trung tâm và xung quanh là cảnh. Còn Bali là thành phố biển. Mình với mẹ mình đã đi và rất tuyệt vời. Đã học được nhiều điều hay, nhiều món ăn và nhiều bài học quý giá. Nếu các bạn đi du lịch Indonesia, Jakarta, Bali thì rất tốt. Cảm ơn cả nhà. 123 and welcome to all the best wish in Vietnam. Welcome to Vietnam Root Product. Welcome to Lazada Shipping and many good things. Today I want to introduce to you the green tea from Vietnam. Vietnam have many green tea delicious international. And today is my green tea, my favorite. Welcome to Vietnam green tea to everywhere. Thank you guys, xin chào cả nhà. Mỗi ngày thì mình quảng cáo những thương hiệu sản phẩm của Việt Nam. Thì Việt Nam có rất nhiều thương hiệu xuất nhập khẩu trên thế giới. Thì hôm nay là trà xanh. Trà xanh là mát, tỉnh ngủ, sáng tạo, ngon, thơm, thanh lọc, dinh dưỡng. Thì dinh dưỡng thì rất nhiều. Và trà xanh được sản xuất trên Việt Nam ở đây là xuất nhập khẩu thương hiệu danh trà Hương Bảo Trâm và cơ sở là huyện Bến Lức, Long An, Việt Nam và được sản xuất và công khai. Các bạn có thể mua ở những tiệm hay là trên Lazada. Và trà xanh thì có rất nhiều thương hiệu, thì mỗi thương hiệu là một sản xuất và giá khác nhau nhưng tất cả đều rất tốt. Trà xanh Bảo Trâm thì có hương lài, hương dứa và hương tự nhiên. Cảm ơn cả nhà. Welcome to my family and welcome to YouTuber on the good video, on the travel video. Please support my YouTuber Mel 123 from Vietnam. Travel and festival and the good play. Always make the good video to everywhere. Support me and my family for the good thing. Thank you guys. Xin chào cả nhà. Mời cả nhà ủng hộ hội YouTuber du lịch thế giới của mọi người. Thì hội YouTuber là quay lễ hội du lịch, những nơi nổi tiếng, những nhà hàng, những quảng cáo và những tin tức, và luôn quay những video tốt, chia sẻ mọi nơi. Thì đã làm những video du lịch vòng quanh thế giới, du lịch Ấn Độ, du lịch Thái Lan và du lịch tất cả mọi nơi trên thế giới. Và gia đình mình là YouTuber làm du lịch về Thái Lan, Việt Nam và còn hội du lịch của hội du lịch thế giới thì có YouTube Pahoka, rất nhiều hội. Mình mời cả nhà lên YouTube coi du lịch thế giới và YouTuber Meo 123. Cảm ơn cả nhà. Video to everyone, thank you guys. Today I want to invite you guys study many job and many good thing in life. And I have studied the chef, the cooking and can cook and can think and can very good. And I studied the designer and the tailor. And I studied yoga and exercise. And I studied English and I studied Chinese language. And I want to study more and more. I want to share all the good things to you guys. Thank you guys. Xin chào cả nhà. Thì mình là YouTuber Mel 123. Video về du lịch và lễ hội và hội trai từ thiện. Thì mình đã chia sẻ những điều hay. Thì mình đã học tiếng Anh.
thì tiếng Anh rất tuyệt vời, và mình đã học nghề may, mình đã học nghề nấu ăn, mình đã học nghề tiếng Hoa và yoga, và mình đã đi du lịch. Thì đi du lịch thì rất cẩn thận, còn học nghề may thì rất kiên trì, còn học yoga thì phải có thời gian, còn học tiếng Anh thì phải yêu thích và rất lâu năm. Và học nghề nấu ăn thì các bạn sẽ sáng tạo những món ăn ngon theo ý thích của mình và được nhiều món ngon. Và mình đã học chăm sóc thú cưng, và mình đã đi du lịch, học nghề và những nghề yêu thích. Mình học càng nhiều càng tốt. Cảm ơn cả nhà. From Việt Nam travel video and charity cook the free meal in my hometown for everybody. Support my YouTube and together charity cook the free meal for everybody, the veggie vegan free meal from Vietnam. Always make video and share to everywhere. My family from study from Buddha religion and eat veggie vegan, and charity veggie vegan support me and together with me do the good thing. Thank you guys. Xin chào cả nhà. Thì gia đình mình là đã làm YouTube du lịch, YouTuber meo meo 123 du lịch, và gia đình mình đã cùng dì Phượng mở hội từ thiện nấu chay miễn phí chùa Thành Hoa Tự, thì đã làm từ rất lâu. Thì gia đình mình mời cả nhà cùng nhau ủng hộ YouTube là xem những video hay, chia sẻ để có nhiều lượt xem, và cùng gia đình mình hợp tác mở hội chay từ thiện miễn phí cho nhiều người khó khăn và luôn được yêu thương giúp đỡ. Và gia đình mình luôn làm từ thiện và quay clip liên tục và đi chùa ăn chay, làm từ thiện, làm YouTube. Cảm ơn cả nhà. Hi guys, my name is Hứa Ngọc Trân and I work hard every day and my dream is can do the track. Thank you guys. Xin chào cả nhà, mình tên Hứa Ngọc Trân. Mỗi ngày mình có nhiều công việc nhưng ước mơ của mình là làm đầu bếp giỏi trên thế giới. Cảm ơn cả nhà. Hi guys, my name Nguyễn Thị Hoa and I'm a YouTuber Mel Mel 123. My dream is have the free cook free meal for many people every day. Thank you guys. Xin chào cả nhà. Mình là Nguyễn Thị Hoa, mình là YouTuber Mel Mel 123. Giấc mơ của mình là mở một tiệm chay miễn phí cho nhiều người. Cảm ơn cả nhà. Coffee the High Sea Beautiful Việt Nam. Chào mừng cả nhà đến cà phê Hương Nam, ăn nhà hàng trà chiều, cà phê và rất tuyệt vời, nổi tiếng hạnh phúc Hồ Chí Minh và quốc tế. Okay. Hi, welcome to Starbucks Coffee with YouTube Mel Mel 123 from Việt Nam. Chào mừng cả nhà đến cà phê Starbucks và gia đình mình cùng YouTube Mel Mel 123 đã phát video hay. Cảm ơn cả nhà, đây là cháu mình, mẹ mình và em mình. Chào mừng cả nhà đến nhà hàng Nhật Việt Nam Hồ Chí Minh, gia đình mình, mẹ mình.
welcome to my house, Five Star Hotel Hồ Chí Minh, Việt Nam, the most famous beautiful. Thank you guys, xin chào cả nhà. Chào cả nhà đến khách sạn My House Hồ Chí Minh, nổi tiếng thế giới, rất đẹp và hạnh phúc. Khách sạn 5 sao, nhà hàng, ăn uống, nghỉ dưỡng và trà chiều, tổ chức sinh nhật và dự tiệc cưới lễ hội. Xin chào cả nhà. Mình và bà nội. Mình và bà nội đi ăn nhà hàng. Đi ăn nhà hàng khách sạn My House. Khách sạn My House 5 sao. Đúng rồi, rất nhiều món ngon và hạnh phúc. Rất nhiều món ngon và hạnh phúc. Rồi ủng hộ kênh YouTube sao đâu? Ủng hộ kênh YouTube Meo Meo 123. Để cố mình có nút kim cương để mình có kim cương để mua nhà mới. Nhà của mình là nhà thuê, phải nhà mua. Rồi giờ chúc bà nội sao? Chúc bà nội sống lâu và nhiều sức khỏe. Đúng rồi. Rồi uống trà đi. Bye.
visit my brother and me and Haiti. Đây là anh mình và trà chiều. Rất tuyệt vời, rất đẹp. Hi guys, visit me and my niece. Chào mừng cả nhà mình và bé yêu nhà mình ăn bánh rất ngon. Chào cả nhà đi bên. Chào cả nhà. Yêu cả nhà rất nhiều. Yêu cả nhà rất nhiều. Yeah. Welcome to the Wang Pha restaurant side of Vietnam and Chinese food. This is the Yuen Sống, very beautiful, amazing, delicious. Xin chào cả nhà, gia đình mình đến nhà hàng Wang Pha để tổ chức tiệc gia đình. Thì Wang Pha là có Yuen Sống và các món ngon. Đây là thiên nga và vàng, hải sản, phở cuốn chai, khoai môn. Gia đình mình yêu thích nhà hàng Vân Hoa thì rất ngon và rất tuyệt vời. Rồi ủng hộ kênh YouTube sao Vy? Rồi chúc mọi người sao? Chúc mọi người sao? Cười một cái. Hi guys, welcome to Vietnam, Ho Chi Minh, Sài Gòn, Japanese food, Hokkaido, amazing, delicious, famous the world. Gia đình mình đang ở nhà hàng Hokkaido, Nhật Bản, ở trung tâm quận 1, Takashimaya. Cơm phượng và hải sản, đồ chai, nước. Đây, gia đình của anh hai mình rất hạnh phúc. Chúc Giáng sinh sao? Yêu mọi người rất nhiều. Mời cả nhà.